Chào các bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến phần một cái câu lệnh hay là comment khác mang cái tên là loop comment. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sao để chúng ta vào cái câu lệnh loop comment này trên dòng history trên một cái giao diện tích như thế này. Thì làm sao để chúng ta vào cái loop comment này? Thì để vào chúng ta sẽ nhìn vào basic đầu tiên trong cái phần chương trình này. Chúng ta nhìn bên trái màn hình. Chúng ta nhìn đi xuống phần basic. Basic chúng ta nhìn xung quanh, đây thì nó chưa có loop comment đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta làm sao để thấy đây? Chúng ta hãy chỉ vào phần Advanced. Trong phần Advanced nó có một câu lệnh loop comment. Thì đây chính là cái câu lệnh loop cho các bạn có thể học và sử dụng trong các cái tính năng trong chương trình. Một câu lệnh loop nó rất là quan trọng. Mình cũng xin lỗi các bạn nha. Nếu các bạn nào nghe lần đầu tiên nghe cái tiếng cọt kẹt là cái tiếng từ cái ghế của mình nha. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Chúng ta tiếp tục nào. Loop comment thì chúng ta sẽ như thế này, mình sẽ giải thích cho các bạn nghe. Câu lệnh loop á, nó mục đích như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy trong đây, loop có nghĩa là trong tiếng Việt của chúng ta mang tính chất là một cái vòng lặp. Đúng không ạ? Thì trong cái một cái vòng lặp á có nghĩa là lặp là gì? Thì nó dịch trong tiếng Việt á là mang tính chất là lặp lại đó. Từ loop có nghĩa là từ lặp lại, thì có nghĩa là lặp lại là cái gì? Có nghĩa là trong một cái chương trình chúng ta đang chạy một cái flowchart như thế này, chúng ta có rất là nhiều câu lệnh. Giả sử trước đó mình thêm một cái câu lệnh đi, mình thêm câu lệnh mu đi, mình cho lên phía trên nha. Giả sử mình có hai câu lệnh mu và mình có hai cái điểm như này, hai cái tác vụ khác nhau, và trong này nó cũng có một cái tác vụ mu khác nhau đúng không ạ? Giả sử chúng ta có một cái điều kiện là muốn di chuyển như thế này, nhưng mà chúng ta muốn là khi nào nó sẽ lặp bao nhiêu lần đó, có nghĩa là lặp n lần trong cái vòng lặp loop này, thì chúng ta có thể sử dụng cái lòng cái câu lệnh loop này để chúng ta sử dụng, để chúng ta lặp. Chúng ta đồng ý không ạ? Thì đó là một trong những mục đích của câu lệnh loop này. Có nghĩa là chúng ta muốn lặp bao nhiêu lần? Lặp n lần hay là lặp khi nó có một điều kiện. Vậy thì câu lệnh loop nó sẽ trả lời cho các bạn. Dẫu biết rằng nó sẽ còn nhiều câu lệnh khác có thể thực hiện được tính năng này, nhưng mà hôm nay mình sẽ tập trung cho các bạn hiểu câu lệnh loop này là gì. Đầu tiên này, chúng ta hãy đọc vào phần khái quát cho các bạn hiểu nha. Nó sẽ có những điều này, mình sẽ khám phá cho các bạn hết các cái phần đó. Đầu tiên, loop á, thì họ đã giải thích cho các bạn là please select how many times the program in the loop should be executed. Có nghĩa là vui lòng hãy xác định là có bao nhiêu lần mà cái chương trình muốn lặp. Ok không ạ? Giải thích tạm như vậy cho các bạn ha. Có thể bạn nào dịch hay hơn thì các bạn cứ dịch nha, nhưng mà bản chất nghĩa là đơn giản như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần là OWL loop, có nghĩa là gì? Chương trình nó sẽ chạy đến đây và nó tự động nó lặp liên tục. Rồi mình bật cho các bạn xem cái phần OWL loop này. Chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta thấy không? Nó không thoát ra. Chạy quay bên 1, quay bên 2 xong đến quay bên 3 nó loop liên tục. Rồi, đó là mấu chốt. Mình sẽ dừng ngay. Rồi, ok. Chúng ta mới lặp x lần. Giả sử là mình có cái điểm số 1, mình sẽ set lại cái điểm số 1 để cho các bạn nhìn dễ hơn. Sau đó mình mới làm cho các bạn xem được cụ thể hơn một chút xíu. Để chúng ta cùng xem nha. Bạn nào nếu mà chưa set được điểm thì tiếp tục vào xem cái video trước để các bạn học, ok không ạ? Còn thắc mắc nữa thì comment cái câu hỏi của bạn dưới. Còn nếu mà các bạn đã mua robot của công ty Servo Dynamics rồi thì các bạn cứ liên hệ thì có phone call trực tiếp luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến đây này, Wave 3 chúng ta nhìn xem nha. Bây giờ chúng ta chạy graphic này, chúng ta thấy không này? Chúng ta sẽ đến Wave 1 trước. Thao tác thì trước kia nó điều kiện bắt đầu. Nếu bạn thắc mắc là tại sao Wave 1 nó bắt buộc như vậy thì mình sẽ giải thích sau. Hoặc là ai thắc mắc thì đặt câu hỏi trên, tụi mình sẽ tổng hợp rồi giải thích một lần luôn. Rồi các bạn thấy không ạ? Đến quay ba cái nó lặp nó không thoát luôn. Đó, đó là cái vấn đề. Vậy nhiều lúc chúng ta muốn là làm việc ở các cái điểm này, giả sử nó có một điểm thôi.
nhưng mà cái trong này nó có cái thao tác nó chạy được khoảng tầm 5 lần xong nó thoát ra, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta quay lại cái câu này lúc chúng ta nhìn này, có lúc x lần này, có nghĩa là số lần bao nhiêu. Giả sử bạn muốn lặp 5 lần, ok, nó di chuyển sau 5 lần nó sẽ tự động thoát ra. Rồi mình sẽ thử tương tác một cái điểm cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ chọn trên. Rồi chúng ta sẽ nhìn và làm sao để chúng ta biết là nó đã lặp được 5 lần. Thì chúng ta hãy nhìn vào mình sẽ chỉ cho các bạn. Nhớ là chạy về vị trí home trước nha. Rồi. Chú ý là stand clear of the robot when you press play, có nghĩa là hãy để cho robot ở cái vị trí mà nó available, có nghĩa là nó không có va chạm cái gì. Thứ hai nữa là pilot mình chưa set này, nó sẽ có cái cảnh báo. Nên các bạn biết chú ý để các bạn set vào cái pilot này. Trong ứng dụng thực tế thì không bao giờ có pilot bằng không, nên các bạn phải set lại. Pilot mà bằng không là có vấn đề rồi đó. Rồi, mình tiếp tục này. Play để robot chạy. Rồi chúng ta thấy không ạ? Lúc 5 lần tự động thoát ra chúng ta thấy không ạ? Nó không có bị vòng lặp ở đây liên tục như lúc trước nữa. Chúng ta thấy không ạ? Rồi. Mình sẽ thêm mấy câu lệnh này để cho các bạn thấy được cái gì. Một cái đặc tính thôi chứ các bạn không có gì phải tò mò đâu nha. Mình sẽ làm cho các bạn để hiểu trước thôi. Khi mà mình chỉ cái này các bạn hãy nên cố gắng là tò mò một chút xíu nha. Đừng để mà đến lúc mà ok các bạn thắc mắc rồi thì lúc đó hoặc là lúc đó thì các bạn sẽ vô tình các bạn thắc mắc thì nó không có còn lúc đó các bạn á sử dụng thì lúc đó nó sẽ có nhiều cái vấn đề một chút xíu. Đây, các bạn thấy cái loop 1 là một cái biến nha, nhớ là loop 1 khi mà các bạn tạo loop á. Khi mà cái loop này nó chạy này thì nó sẽ tạo ra một cái biến nha, nó sẽ tạo một tên của nó là một cái tên là biến 1 này. Các bạn nhớ nha. Khi cái loop này nó được tạo ra nó sẽ có một cái biến tên của nó tên là loop 1. Do vậy các bạn có thể vào trong chương trình như này. Vào trong cái phần biến này này để các bạn xem cái giá trị loop là bao nhiêu. Để các bạn có thể sử dụng và các bạn phân tích cái dữ liệu nếu mà chương trình các bạn cần. Cái dòng CP và Xury đều có nha. Dòng CP Xury mình cũng sẽ làm những cái video tương tự. Do vậy các bạn cứ vào đó và xem. Dòng CP thì nó các cái loạt phía trước, dòng Xury là phía sau. Dành cho những ai dùng Y thì chọn dùng Y, dòng CP thì chọn dòng CP. Tránh các bạn nhìn vào cái màn hình nó tránh nó bị xung đột hai bên. Rồi, mình sẽ cho các bạn thấy là biến loop này nó đang xuất hiện lên này. Mình cũng kéo về vị trí đầu tiên trước. Cái này là tiêu chuẩn về an toàn. Cái này nó bị lỗi là tại vì thread này nó chạy trước khi cái thằng này nó chạy này. Thành ra nó bị có vấn đề là như vậy á. Mình sẽ gài một cách. À vào đây đi. Cắt cho các bạn thấy. Thread này mình sẽ cắt đi. Cái vấn đề tại sao nó bị xuất hiện á thì các bạn hãy tò mò đi. Mình sẽ giải thích sâu cho các bạn. Đồng ý nha. Tại vì các bạn phải thắc mắc trước thì các bạn học với hiệu quả. Mình thì mình đã hiểu bản chất là tại sao nó bị rồi đó. Quan trọng là các bạn có thực sự là hiểu cái bản chất chưa? Chứ còn mình thì mình đã hiểu là tại sao nó bị rồi. Rồi ok, chúng ta nhìn vào phần biến này. 1, 2, 3, 4, 5. Lúc nó đang tăng dần lên. Được rồi, chúng ta thấy không ạ? 5 thì nó thoát, có nghĩa là nó chạy từ 0 tới 4 nha. Đầu tiên 0 là nó chạy là một vòng nên là cái variable này nó sẽ đầu tiên là variable đúng ra là phải bằng 1 tại vì nó đi vào rồi nó mới có cái giá trị. Hiểu không ạ? Mình sẽ pause lại đây này. Đúng ra là cái variable này đầu tiên là phải là bằng 1 tại vì nó vào trong loop rồi, nó mới chạy thì thành ra nó đã cộng lên 1 trước rồi. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu ạ? Ok ạ.
Hoặc trường hợp thứ hai, mình giải thích cho các bạn hiểu hơn chút xíu. Thì cái loop này nó bắt đầu từ không. Sau đây cái này là bằng không là đúng rồi nè, nha. Mình sửa lại chút xíu nha. Khai báo cái này bằng không là đúng rồi, nhưng mà cái loop này các bạn hiểu tại sao nó bằng 4 là nó thoát không? Tại vì nó loop 5 lần thì nó chạy từ không tới 5, nghĩa là nó chạy từ 0 1 2 3 4 là được 5 lần đúng không ạ? 0 là nó đúng này, 1 này đúng này, 2 này, 3 4 5, 3 4 rồi là nó được 5 lần đúng không ạ? Nên thành ra nó sẽ loát. Ok, bạn nào có thắc mắc nữa để mình giải thích thêm cái phần là Excel luôn, thêm cái phần là PowerPoint cho bạn nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy ha. Thì nó sẽ chạy từ 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Là các bạn thấy 5 lần chưa? Nên là đến đến số 4 là nó sẽ tự động thoát rồi. Nên các bạn thấy cái giá trị bằng 4 có nghĩa là nó đã chạy 5 lần. Chạy tại sao từ số 0, số 1, số 2, số 3 và đến số 4. Đó là cái nguyên tắc của nó chạy bắt đầu từ số 0 nha các bạn. Còn nếu nó bắt đầu từ số 1 á thì kết quả này nó sẽ phải bằng là số 5 nha. Ok không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái phần loop này đang còn một cái điều hay nữa. Dành cho những ai đó mà muốn loop ok không có muốn lặp chỉ có 5 lần mà tôi muốn là lặp một cái điều kiện nào đó đúng thì nó mới lặp thì làm sao? Đây, mấu chốt nằm ở đây. Đây, chúng ta sẽ có một cái điều kiện là loop when expression is true, có nghĩa rằng khi chúng ta có một cái biểu thức nó đúng thì loop này nó sẽ làm việc, còn nếu mà khi chạy đến cái câu lệnh loop này này mà nó bằng false thì nó sẽ không chạy. Mà các bạn chú ý này, cái lùm bằng loop này nó sẽ thực hiện cho đến khi là nó bằng false thì nó sẽ thoát. Nhưng mà khi các bạn đang chạy dở trong cái chương trình như này, đang chạy dở, giả sử nó đang chạy tới câu lệnh số 3 này này. Mà các bạn thấy là ok một cái câu lệnh bất kỳ muốn thoát ra ngay lập tức thì các bạn hãy nhấn vào check expression continuously. Nó khác biệt giữa cái việc là tích và untick chỗ này là như thế nào. Nếu các bạn tích vào á thì giả sử cái điều kiện mà nó đã bằng số 5 bằng đúng rồi thì nó tiếp tục chạy liên tục. Nhưng mà bằng false, giả sử nó đang chạy tới vị trí số 3 đi quên 3. Nhưng mà cái yêu cầu câu lệnh mà nó bắt thích nó thấy được ở đây là bằng false thì nó lập tức nó sẽ thoát ra ngay khỏi cái vòng lặp loop này. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Rồi ok, mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa nha. Loop when expression is true có nghĩa rằng khi chương trình nó đang chạy ngon lành vậy đó. Nhưng mà tự nhiên là các bạn tự nhiên có một cái giá trị nếu mà bằng false thì nếu mà các bạn không tích vào chỗ này này thì nó sai thì nó mới thì nó chạy hết cái câu lệnh phía dưới này rồi. Nó thấy sai nó mới ra. Còn nếu mà khi các bạn tích này này thì nó chạy đến waypoint lúc 1 này này, nó có điều kiện sai, lập tức nó ra. Waypoint 3 nó có sai, nó cũng sẽ thoát ra. Hoặc waypoint 4 lập tức nó thấy nó sai, nó lập tức mới là nó thoát ra. Khác biệt giữa cái việc là tích và untick chỗ này nó đó là sự khác biệt cho nó. Có nghĩa là khi nó sai, lập tức nó thoát ra ngay và cái câu lệnh không tích là không tích vào check expression continuously thì nó sẽ chạy hết chương trình, sau đó nó mới thoát. Được không ạ? Mình giải thích cái câu là check expression continuously có nghĩa là nó sẽ kiểm tra cái biểu thức loop này liên tục. Có nghĩa là câu lệnh mà điều kiện đây này, fx này này, một cái fx là một cái biểu thức toán tử, biểu thức so sánh. Nếu mà biểu thức so sánh này nó mà bằng false, lập tức nó thoát ra. Rồi, mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Mình chứng minh cho các bạn xem là loop này nó thoát ra ngay. Mình sẽ làm một cái thủ thuật thôi. Giả sử là variable 1 bằng true thì nó chạy. Variable 2 đi. Chúng ta học thì mình sẽ học theo kiểu là mình kiến thức mình dạy nó mang tính chất gọi là không có giáo trình cho các bạn luôn. Các bạn sẽ học tới đâu các bạn sẽ bật tới đó. Mình sẽ cho nó bằng for trước. Lúc khi là cái này bằng variable 2. Có nghĩa rằng nó đúng thì nó mới chạy. Loop variable 2 có nghĩa rằng loop đưa ra một cái điều kiện. Variable 2 là có nghĩa là variable 2 mang cái tính chất là true for. True thì nó chạy, for thì nó không chạy. Thế thôi. Mình sẽ cho variable 2 nó sẽ có bằng một cái toán tử khác.
Xin lỗi các bạn nha, các bạn sẽ thấy mình là tại sao mình cứ bật đi quay lại chỗ này, tại vì mình quen mình dùng nhiều với dòng CB quá nên lâu ngày mình qua dùng Y mình cũng hơi bỡ ngỡ một chút xíu. Yes or no? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chạy nè. Chúng ta nhìn với cái phần đó là variable 1 bằng loop 1. À, câu này mình ấn nó đi. Mình chạy nha. Hiện tại nó đang full đúng không ạ? Mình z cái nó đi vào này. Nó sẽ chạy vào cái điểm số 3 và số 4 đúng không ạ? Nó đang chạy điểm số 3 số 4 này. Nó đang chạy điểm số 3 số 4 lúc này. Nhưng mà bây giờ mình nâu cái, lập tức nó thoát ra ngay, các bạn thấy không ạ? Rồi mình ok, mình sẽ dừng lại cho các bạn thấy này. Cái điểm hiện tại á là cái điểm nó đang chạy là cái câu này lúc này này. Các bạn thấy là nó đang là check liên tục nha. Còn nếu không check này, các bạn nhìn chú ý này. Mình sẽ giải thích cho các bạn chạy lại cho kỹ phần này để các bạn hiểu được cái toán tử nó là cái gì. Rồi ok, hiện tại nó đang tới waypoint 2, đang chạy ngon lành vậy đó. Các bạn thấy không ạ? Mình z cái. Nó đi vào chạy điểm số 3, điểm số 4. Nó đang chạy điểm số 3, số 4. Đúng, nó đang tới điểm số 3. Ok, mình nâu cái. Nó tới số 4 nó mới thoát ra. Các bạn thấy không ạ? Có thể nó đang nhanh quá. Mình sẽ thêm cái câu lệnh wait phía sau nữa cho các bạn thấy. Cho nó khoảng tầm 2 giây đi cho các bạn thấy. Nếu bạn nào mà thấy mình chơi nhanh quá thì các bạn thông cảm nha. Tại vì mình quen với cái việc đó rồi. Quen với việc thao tác nhanh. Và các bạn nếu thắc mắc ở đâu thì các bạn hãy nói mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái điều thắc mắc cho các bạn. Rồi các bạn thấy không ạ? Mình Z này. Nó đi vào nha. Nó chạy từng câu lệnh mình nâu, mình cũng nghĩ là sai. Lập tức nó chưa thoát ra. Đúng không ạ? Đó. Vậy bây giờ nó sẽ khác biệt với check này. Tương tự câu lệnh if else nha. If else, câu lệnh if else của phần advanced. If else các bạn cũng tương tự, nó sẽ có cái câu lệnh chỗ này này. Nên là các bạn nhớ là nhớ nhớ để học nha. Chúng ta phải học cái phần này rất là quan trọng. Được không ạ? Rồi mình sẽ bắt đầu với việc chạy lên và mình tích vào số tích cho các bạn xem sự khác biệt lại này. Chúng ta tập trung nha. Sao lãng các bạn quên thì các bạn chịu trách nhiệm nha, chứ mình không biết nha. Mình sẽ bật lại graphic cho bạn thấy rõ hơn. Tránh trường hợp các bạn nói là ok mình lại không có chút chỉ thì nguy hiểm lắm. Đang chạy ngon lành mình Z. Nó vào loop, ok không ạ? Nó đang chạy tới waypoint 3. Mình cho nâu cái. Lập tức nó thoát ngay lập tức liền. Thì đó là cái tố chất của check expression continuously. Vừa rồi mình đã làm cho các bạn một cái video demo cho các bạn hiểu được cái bản chất nó là gì. Trong cái lúc mà các bạn làm mà thấy mình làm khá là nhanh thì các bạn có thể pause video để các bạn thêm các cái câu lệnh cho nó đầy đủ và hiểu cái bản chất của câu lệnh mình làm là gì, đồng thời làm và hiểu. Thì trong lúc mình sẽ làm một thời gian như vậy, các bạn làm theo mình nhé, các bạn sẽ hiểu tại sao mình làm như vậy như vậy. Và mình tin rằng các bạn sẽ giỏi nhanh lập tức, tại vì cái bản chất học á, chúng ta không thể nào chúng ta là mình nói gì các bạn làm theo đó thì nó rất là nguy hiểm. Mà các bạn nhiều lúc là mình làm ra rồi các bạn tò mò, ủa mình đang làm cái gì vậy? Thì lúc đó các bạn nó sẽ học được nhiều thứ hơn. Rồi, cái phần loop chia sẻ như vậy nó khá là đầy đủ cho các bạn rồi. Và phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn á, phần bài học tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn một câu lệnh, đó là if là một, thứ hai là thread là hai, mục đích hai cái phần này nữa. Rồi sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn phần template. Template thì mình sẽ chỉ giải thích cho các bạn phần palletizing, sau đó mình sẽ dừng cái loạt video của dòng E3. Ok không ạ? Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái nội dung của loop là gì. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của mình chia sẻ. Và nếu các bạn có nhu cầu lên mua robot thì các bạn hãy liên hệ tới mình. Hoặc là mình sẽ chuyển các cái thông tin đó qua cho bạn sale của công ty Servo Dynamics. Rồi lúc đó là sẽ làm việc. Ok không ạ? Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau.
Rồi, mình mong rằng các bạn đã học được những cái bài học ý nghĩa. Và mình mong rằng qua cái phần vừa rồi các bạn đã hiểu được UI nó dễ như nào. Lúc đó các bạn có thể tiết kiệm được cái phần chi phí cho cái việc sử dụng trong cái nhà máy. Tại vì đó là một cái hay chứ. Tại vì lập trình robot mà dễ dàng thì đó là một cái điều tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.